Chuyện có thật, chủ nhân lên máy bay một mình, bỏ chú chó ở lại. Chú chó chạy tới khúc quanh, cố gắng làm máy bay dừng lại, rồi lại sủa inh ỏi trước cửa máy bay. Nó mong làm thế sẽ làm chủ nhân chú ý, các hành khách thì bàn tán xôn xao. Ai đã để quên chú chó này vậy? Người chủ tên Bâu thì quyết giữ im lặng. Khi máy bay lại bắt đầu lăn bánh, Pama gắng sức đuổi theo phía sau, mãi cho đến khi máy bay đã bay lên cao, nó mới dừng lại, ngây người nhìn theo. Hôm đó là một ngày khó quên của Bâu. Ông sắp ra nước ngoài, tới Prague nhận chức, đây là công việc mà ông hằng mong ước. Đồng hành cùng ông còn một người bạn nữa, chính là chú chó tên Pama. Khi lên máy bay, ông phát hiện giấy chứng nhận kiểm dịch của Pama đã mất. Cô tiếp viên khuyên ông nên lập tức tới bệnh viện thú y của sân bay làm lại. Sau khi bác sĩ kiểm tra thì phát hiện Pama bị viêm tai nên từ chối cấp lại giấy. Bâu định hối lộ bác sĩ, nhưng ông ta lập tức đuổi ông đi. Không biết làm sao, Bâu đành quay lại xin cô tiếp viên châm trước cho mình, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin. Cô tiếp viên động lòng định cho ông qua, nhưng đúng lúc đó bà sếp đi ngang qua hỏi hai người đang lằng nhằng chuyện gì. Biết chuyện chú chó không có chứng nhận phòng dịch, bà ta quyết không cho nó lên máy bay. Lina thấy có lỗi, còn phía Bâu, một bên là công việc lý tưởng, một bên là chú chó đã theo mình nhiều năm, phân vân mãi. Cuối cùng ông ra một quyết định khó khăn, ông thả chú chó ra, sau đó ném quả bóng ra xa. Pama lập tức chạy theo quả bóng theo phản xạ. Thế nhưng khi nó quay lại, chủ nhân nó đã lên máy bay, bỏ nó ở lại. Pama nghĩ do mình ham chơi nên không theo kịp, ánh mắt tự trách của nó khiến ai nhìn cũng thấy thương. Khi máy bay chậm chậm lăn bánh, Pama liều mạng đuổi theo. Hành khách rất bất ngờ vì chú chó bỗng nhiên xuất hiện, họ thi nhau bàn tán xôn xao. Còn Bâu, ông quyết định nhắm mắt cho qua. Pama không ngại nguy hiểm ngăn máy bay lại, nó ngây thơ cho rằng chỉ cần làm cho máy bay dừng lại, nó sẽ được đi cùng chủ nhân. Thế nhưng ta mãi mãi không thể đánh thức được một người đang giả bộ ngủ. Nghe thấy tiếng sủa của Pama, Bâu chỉ hơi chau mày. Cơ trưởng nhân lúc chú chó đang sủa lập tức cho máy bay cất cánh. Thấy máy bay bay ngày càng xa, Pama cảm thấy xót xa vô cùng, nhưng các nhân viên không cho Pama có thời gian đau buồn, họ bắt đầu dốc sức vây bắt nó. Hết đường chạy, Pama nhảy qua lỗ thủng trên hàng rào thép rồi trốn vào phòng ngủ của người thợ sửa chữa. Người thợ này vốn không ưa gì đám bảo vệ, lại thêm ông có ý muốn bảo vệ Pama, vậy là đám bảo vệ chỉ đành khó chịu bỏ đi. Khi ông mang đồ ăn và nước tới cho Pama, một chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay. Pama đang ủ rũ bỗng vểnh tai lên nghe ngóng. Pama tưởng rằng chủ nhân đã quay lại, bất chấp tất cả lao về phía sân bay, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng chủ nhân đâu. Bỗng một hành khách bất cẩn dẫm lên chân nó, Pama lập tức kêu lên đau đớn, cũng vì thế mà nó bị các hành khách khác hiểu lầm là chó dại. Pama lại bị bảo vệ vây bắt lần nữa, lần này nó không còn đường trốn chạy, bảo vệ nhốt Pama vào trong thùng xe, sau đó quay ra trấn an hành khách. Lina chạy tới cho hay, chú chó này đang tìm chủ nhân nó không hề nguy hiểm. Bảo vệ định dùng súng giải quyết Pama, nhưng bị ông lão nhiều râu ngăn cản. Đúng lúc hai người đang tranh cãi, con trai của cơ trưởng là Nicholas nhân cơ hội chui vào thùng xe, cậu bé trả tự do cho Pama. Bảo vệ lập tức chút giận lên cậu bé, biết tin cơ trưởng ngầu đét tới đưa con trai đi, khiến bảo vệ tức bay màu. Nhìn vậy nhưng hai cha con chẳng khác gì người dưng quen mặt. Năm xưa cơ trưởng vì theo đuổi ước mơ mà vứt bỏ vợ mình. Không lâu trước đó mẹ của Nicholas đột nhiên qua đời, lúc đó cơ trưởng mới đưa con về sống cùng. Tuy nhiên Nicholas tỏ ra chống đối người cha xa lạ này, thế là chờ tới khi cơ trưởng ngủ say, Nicholas chạy tới sân bay định mua vé máy bay. Cậu bé muốn về quê mẹ sống, thế nhưng nhân viên không chịu bán vé cho trẻ vị thành niên đi một mình. Nicholas bỗng nảy ra một ý, cậu trà trộn vào đoàn người. Cậu chậm rãi theo sau một gia đình ba người, sau đó nắm tay cô bé đằng trước, nhưng không có vé máy bay vẫn sẽ bị giữ lại. Khi tiếp viên định thần lại, Nicholas đã kịp chuồn đi. Cậu bé trốn vào trong cabin không cửa của máy bay, trốn được con mắt của nhân viên kiểm tra. Thế nhưng khi Nicholas sắp sửa thành công, Pama vẫn phục ở sân bay đã phát hiện ra cậu bé. Nó sủa lên inh ỏi, như thể nhìn thấy kẻ trộm. Mặc cho Nicholas cố gắng ra hiệu cho nó im lặng, nhưng vẫn vô ích. Tiếng sủa của Pama đã làm Pama chạy trốn. Ngày hôm sau, cơ trưởng không thấy con trai đâu. Chuyến bay của ông cũng sắp cất cánh. Đang lúc bận tối mắt tối mũi, ông nhận được điện thoại của người thợ sửa chữa. Thì ra Pama dẫn Nicholas tới chỗ ông ấy. Cơ trưởng không nói gì, lập tức đánh thức con trai dậy trách mắng. Hai cha con họ hễ gặp nhau là như nước với lửa. Ông già nhiều râu thấy thế liền đưa ca táp cho cơ trưởng, rồi dục ông mau lên máy bay kẻo muộn. Nicholas trách móc Pama vì tội nhiều chuyện, nếu không vì nó, cậu bé đã lên được máy bay rồi. Ông già nhiều râu nói với cậu rằng Pama đã cứu cậu, nếu nó không làm thế, khi máy bay lên cao cháu sẽ chết cóng. Lúc này Nicholas mới hỏi thăm kỹ hơn về Pama. Thông qua Lina, con gái ông già nhiều râu, cậu bé biết được hoàn cảnh của Pama. Nicholas vừa mồ côi mẹ, nên cậu bé rất thấu hiểu cảm giác phải chia xa chủ nhân của Pama. Người và chó cùng nhau ngắm cảnh sân bay khi mặt trời lặn, cùng nhớ về người quan trọng nhất trong lòng. Nicholas quyết định sẽ giúp Pama. Cậu bé tới quầy phục vụ, mong sẽ lấy được địa chỉ của chủ nhân Pama. Cậu bé muốn viết thư cho ông ấy, xin ông ấy đón Pama về sống cùng, nhưng không có giấy phê chuẩn của cấp trên.
nhân viên không thể tùy tiện cung cấp thông tin của hành khách. Cùng lúc đó, Pama lại chạy tới sân bay tìm người. Giữa dòng người đông đúc, nó nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của chủ nhân. Nó lập tức đuổi theo, nhưng tiếc là người đó đã lên xe buýt. Pama lập tức cố hết sức đuổi theo, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn một bước. Khi nó chạy tới nơi, chủ nhân đã không còn trên xe nữa. Khi Pama định sủa gọi chủ nhân, xe của bảo vệ phóng tới chặn đường nó. Pama lập tức nhảy qua cửa sổ tiếp tục đuổi theo, thoát khỏi vô số vòng vây của đám bảo vệ. Nó lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng của chủ nhân. Thế nhưng, khi Pama quá khích cắn vào bắp chân chủ nhân, vẻ hốt hoảng của người đàn ông xa lạ khiến nó thảng thốt. Đến giờ Pama mới biết nó đã nhận nhầm người. Giữa lúc đó, bảo vệ chạy đến vây bắt. Nicholas thấy thế liền chạy tới giúp Pama thoát thân. Cả hai trốn vào phía sau cửa cầu thang. Đúng lúc đó, một người nhân viên từ đằng sau đi đến. Thì ra là phục vụ của sân bay. Bà lén lấy địa chỉ của chủ nhân Pama đưa cho Nicholas, sau đó hướng dẫn họ cách chạy thoát. Tuy nhiên, chuyện này đã truyền đến tai cơ trưởng. Để cho sếp một lời giải thích, cơ trưởng dẫn một đám người bắt chó chuyên nghiệp tới nơi Pama đang trú ẩn. Trước nhưng công cụ vây bắt chuyên nghiệp Pama hết đường chạy thoát. Thấy Pama bị bắt đi, Nicholas vô cùng đau lòng. Lina không trơ mắt đứng nhìn được nữa. Cô đưa cơ trưởng bức thư Nicholas viết cho chủ nhân Pama. Lúc này, Nicholas đã hoàn toàn mất niềm tin về cha mình. Cậu bé đòi về quê mẹ sống, dù có phải ở trong cô nhi viện cũng không muốn sống cùng cha nữa. Người cha dỗ dành cậu bé nên ngủ một giấc, ngày mai nói tiếp, nhưng ông sợ Nicholas lại lén trốn đi nên ngồi lại trong xe trông chừng. Lúc này ông mới mở thư con viết ra đọc, trong thư kể lại nỗi nhớ mong chủ nhân của Pama, đồng thời mong Bo hãy đón Pam về bên cạnh. Thấy con trai dốc lòng giúp đỡ Pama, cơ trưởng không những thấy áy náy mà còn chủ động đưa con tới nơi bắt nhốt Pama. Nhưng tới nơi mới biết tin Pama đã vượt ngục. Trên sân bay, các hành khách đang vội vã xuống máy bay, một con chó bỗng xuất hiện đứng chờ ai đó. Pama vẫn kiên trì đợi chủ nhân nó quay lại. Ông già nhiều râu và Nicholas quyết định đăng câu chuyện của Pama lên báo. Nhờ đó đã thu hút sự chú ý của cánh nhà báo. Nhà báo tìm tới sân bay hỏi thăm, sau đó lan truyền tin tức Pama đang chờ chủ nhân khắp nơi. Từ đó, ngày càng có nhiều người bao dung hơn với Pama. Ngay cả thị trưởng cũng chịu tác động của dư luận tới chụp một bức ảnh chung với Pama. Bảo vệ còn dựng cho nó một cái chuồng rất ấm cúng. Pama dần trở thành một điểm nhấn ấn tượng của sân bay. Khi xuống máy bay, rất nhiều người tới chụp ảnh lưu niệm với Pama. Câu chuyện về chú chó trung thành đợi chủ lan truyền rộng rãi. Không những vậy, ngày nào cũng có vô số người gọi điện hoặc gửi thư tới sân bay, bày tỏ sự quan tâm tới Pama. Trong thời gian ấy, quan hệ của hai cha con Nicholas cũng tốt hơn nhiều. Mãi cho đến một hôm, Pama nhìn thấy một hành khách dẫn theo chú chó của mình lên máy bay. Đến bây giờ, nó mới nhận ra không phải chủ nhân bỏ quên nó, mà là ông ấy bỏ rơi nó. Nó bắt đầu ủ rũ, bỏ ăn bỏ uống, cũng không buồn tới sân bay chờ đợi nữa. Pama đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống. Nicholas tưởng nó bị ốm, nhưng bác sĩ thú y kiểm tra xong nói rằng có lẽ con chó vì không tìm được chủ nên không thiết sống nữa. Pama quá đói khiến mắt nó hoa lên. Trong cơn mê man, nó nhìn thấy bóng dáng chủ nhân đang tới. Pama gắng sức nhổm dậy, nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Nó thậm chí còn định chết trong một đêm mưa gió lạnh lẽo. Nicholas không thể trơ mắt đứng nhìn nữa. Cậu bé cảm thông sâu sắc với nỗi đau của Pama. Nicholas đội mưa, cố gắng đưa Pama vào nhà, nhưng với sức lực yếu ớt của mình, cậu bé chỉ đành bất lực. Nicholas đành cởi áo ngoài của mình ra che chắn cho Pama, đồng thời cầu xin nó hãy cố gắng vượt qua. Hôm sau, cậu bé đang ngủ thì bị chú chó bên cạnh đánh thức. Cậu bé vui mừng khi biết Pama đã vượt qua nỗi buồn, bắt đầu cuộc sống mới. Cậu bé đang định ăn mừng vì trong nhà vừa có thêm thành viên mới, thì cơ trưởng nhận được điện thoại, phá hỏng mong muốn của cậu bé. Chủ nhân của Pama đã quay lại. Nicholas rất khó chấp nhận việc phải rời xa Pama. Cha cậu bé nói, Pama đã đợi chủ nhân của nó rất lâu rồi. Nếu con yêu nó thực lòng thì nên học cách buông tay. Lúc này, người cha bày tỏ sự hối hận vì khi xưa đã bỏ rơi vợ và con trai. Nhưng hiện giờ ông muốn làm một người cha tốt. Sự xa cách giữa hai cha con dần dần tan biến. Nicholas dẫn Pama tới đón chủ nhân. Khi bâu xuống máy bay, theo thói quen cũ, ông gọi tên chú chó của mình. Người và chó lâu ngày không gặp bỗng có gì đó xa lạ. Thực ra, chú chó tên là Almer chứ không phải Pama. Lina nghe nhầm nên gọi sai thành Pama. Chú chó cũng dần quen với cái tên mới. Cơ trưởng thấy con trai nước mắt giàn giụa bỏ đi, ông tìm gặp riêng Bo, định mua lại Pama. Nhưng Bo nói, thực ra ông ta không muốn quay lại đón Pama. Thậm chí ông còn định viết thư nặc danh nhường nó lại cho chủ nhân tốt hơn. Nhưng khi sếp ông biết chuyện thì đã ép Bo phải quay lại đón Pama, nếu không sẽ đuổi việc ông. Thế rồi, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, Bo dắt theo Pama và đi lên máy bay. Thế nhưng khi Pama đi qua Nicholas, nó bỗng tỏ ra chần chừ. Bo dùng sức ép nó lên máy bay, nhưng Pama lại tỏ ra không bằng lòng. Nó đã nhận Nicholas là chủ nhân mới. Thị trưởng cho người tách Nicholas và Pama ra. Nicholas hét lớn, cầu cứu cha mình. Đây là lần đầu tiên cơ trưởng nghe thấy con trai gọi mình là cha. Ông quyết sẽ không làm con thất vọng nữa, bất chấp việc ông sẽ bị thu hồi giấy phép lái máy bay. Cơ phó cũng là người trọng tình nghĩa nên cũng quyết định bỏ bay. Tiếp viên cũng mượn cớ Pama không có giấy phép phòng dịch để từ chối cho nó lên máy bay. Bo cũng ý thức được rằng Pama đã không còn thuộc về mình nữa. Ông thấy mình không xứng với lòng trung thành của nó,
Thế là, ông cởi xích cho con chó, cho nó quyền tự quyết định. Sau đó ông giải thích rằng đây không phải chó của mình. Chó của ông ta tên là Almer, chứ không phải Pama. Pama lập tức chạy xuống máy bay, phóng về phía Nicholas. Người và chó vui mừng chạy tới ôm nhau, sưởi ấm cho nhau. Bộ phim Chú chó trung thành Pama tới đây là hết. Bộ phim được cải biên từ một câu chuyện có thật. Trai này